Kính thưa quý khán giả đài truyền hình Net V, như một xác quyết, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mãi trong tim người Việt lưu vong. Nhân một Thanksgiving, lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 11 năm 2011, Quốc hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali đã tổ chức một buổi văn nghệ với chủ đề Anh không chết đâu anh. Ngoài việc tạ ơn đất trời để giúp người Việt đào thoát khỏi ách cộng sản, tạ ơn đất nước Hoa Kỳ cứu mang những người con đất Việt tìm được bến bờ tự do, còn nhớ về tạ ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, dầu trên quê hương hay xứ người, vẫn một lòng với chính nghĩa quốc gia. Mục đích buổi lễ ngày hôm nay là khu hội của chúng tôi, thứ nhất là tạ ơn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tuấn tiết cuộc đời mình cho Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai là tạ ơn các ân nhân đã giúp đỡ cho khu hội chúng tôi đứng vững cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng tạ ơn tất cả những quý đồng hương và các chiến hữu, các quân binh chủng cũng như các cựu tù nhân chính trị đã hun đắp tinh thần cho ban chấp hành khu hội của chúng tôi, giúp cho chúng tôi tạo nên cũng như có một cái điều kiện để chúng tôi giữ vững tinh thần và bảo tồn vị trí nơi thờ kính các anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho tới giờ phút ngày hôm nay. Bởi vì từ trước tới nay cái khu hội của chúng tôi thuê mướn ở cái vị trí này trên 10 năm nay không có cái chuyện gì xảy ra, và cho tới năm vừa rồi chúng tôi được cái thông báo là không hợp lệ, cho nên bắt buộc chúng tôi không được sinh hoạt với cái số đông quá trên 50 người. Với cái quyết tâm, với cái nhiệt tình thì người đồng hương và mọi quân binh chủng ở đây đều hiểu cái đó, và chúng ta cũng nghĩ rằng, hy vọng rằng chính quyền Mỹ ở đây trong những cái dịp sẽ tới có những cái dịp sẽ hỗ trợ chúng ta để chúng ta tìm một cái nơi xứng đáng để chúng ta đặt bàn thờ Tổ quốc của chúng ta, cũng như nêu gương của ở miền Nam Cali, chúng ta ở trên này cũng sẽ ráng tìm một cái nơi để làm một cái tượng đài kỷ niệm cho chiến sĩ. Và cái chính quyền Mỹ ở đây cũng hứa sẽ tìm chúng tôi một cái nơi xứng đáng để chúng tôi tiến hành cái chuyện mà xây dựng một cái tượng đài ở miền Bắc Cali này. Sau khi thức khai mạc, một chương trình văn nghệ hấp dẫn, cảm động đã được các ca nghệ sĩ địa phương thể hiện làm hài lòng chủ tọa tham dự và chấm dứt khoảng hơn 6 giờ chiều cùng ngày.
tâm sức để quân bảo vệ tổ quốc. Có nhận dân biết phải điều hậu gian, dòng nước cuộc sống đang thay đổi. Hàng vạn người qua lại vô tình đó có một nghệ sĩ một trung quyền với những đàn ông nghèo nàn vẫn lo để sức mạnh và anh ta bộ ca ngôn ca nhớ thời tiên tiên đã qua. Thưa quý vị khán giả, kêu quá hòa của dân, chúng ta sẽ gặp lại một lần khác rất xúc động, yêu thương và anh có ý kiến gì sau đây? Xin mời. Xin chúng anh lưu ý, chúng anh lưu ý đã đến phà Hồng Giang, đến phà Hồng Giang, xin mời quý khách xuống xe để qua phà Hồng Giang. Xin quý khách xuống xe để qua phà Hồng Giang. Yeah.
tôi đây, xin mời đồng bào mua ủng hộ. Cho yêu đêm buồn cuối thu.
hàng năm và sau khi các anh em của chúng ta xin đợi anh lĩnh tôi biết dứt khoát anh phải vô làm tất cả anh em rút ra an toàn và thưa quý thưa đây là lần có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ra làm cho anh đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi phải cái này thay hòa tôi phải cái này làm đúng là ở lại đến giờ hôm cuối cùng thì quý vị thay hòa thì quý vị gặp chính hơn quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tôi cũng thường xuyên đến với khu hội của tù nhân chính trị Bắc Cali để sinh hoạt cũng như để là tiếp tay mọi thứ hết. Nhưng cái tình huống hơn bây giờ theo như ông chủ tịch nói là có thể thôi, có thể là khu hội của tù nhân chính trị nơi thờ phượng những anh linh chiến sĩ có thể sẽ không còn nữa, phải đóng cửa. Thì đó là một cái điều rất là đau đớn cho toàn thể
quân nhân vô lực Việt Nam Cộng Hòa còn sinh sống tại sao dây này nói riêng và toàn thế giới nói chung. Bởi vì đây là nơi thờ phượng các anh linh tử sĩ, những người đã hy sinh cho chúng ta. Muôn đời chúng ta phải nhớ đến những vị này. Nhưng mà nếu một mai không còn nơi thờ phượng thì đây là một cái sự rất là đau khổ cho cộng đồng Việt Nam mình nói chung và cho gia đình quân nhân của chúng tôi nói riêng. Hơn nữa, tôi hy vọng vẫn còn tồn tại nơi thờ phượng để sau này con cháu chúng tôi vẫn còn biết và còn đến với anh linh tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng nếu tình huống xấu quá không còn được nữa thì đây là một cái sự rất là đau khổ cho chúng tôi. Những người con quân đội Việt Nam, những tiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn là học con quốc, đã để lại tăng trưởng cho chúng ta những người còn sống đây của cố thân quân. Chúng ta trong tôi có đặc biệt các đau khổ để mà chúng ta cuộc sống. Họ là những anh hùng không tên tuổi. Khi công nghiệp công nghi trong sự sắc, khi bạn già chia đá chẳng để tư, nhưng máu họ thấm vào lòng đất. Những người chiến sĩ vô danh khi hy sinh tên phát, không thân nhân, không bạn bè, không tình người trong phút lìa đời. Chỉ có một dạng của qua lại rơi sơn, chỉ có một màu cờ Việt Nam phủ trên chiếc quan tài cổ mộng. Tôi nghĩ rằng khi tình cờ thì nghe những trận đến lẻ loi trên ngọn đồi khuôn vật dành và tỏ trời, có bao giờ chúng ta nghĩ tới những người chiến sĩ quái ngủ, trong đó sẽ có ngày trở thành những người lính vô danh chết cô đơn trong phút cuối cùng. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi xin hãy bao bọc và an ủi họ.